đầu không ai quay lại xem có đẹp không quay được. Cái anh đi thứ hai thì lấy vào, lấy vào thì không biết máy. Mấy ông cũng đi vào thôi, nhưng đi vào thôi không cứ đi. Chị đi Hải Phòng. Mấy vào thì ừ thì đi vào Nam Trọng nhưng không có đi hả con? Đi làm không? Không dừng lại vậy. Đi chậm chậm thôi, không được. Thế là đến là không đuổi. Thì đến cái xe thứ ba. Xe của Hương. Xe của Hương biển 30 này, con máy bách. Thế là xích cổ. Xích vào thì có duy nhất cái xe đấy là có một thằng lái xe là không đúng lắm. Nó ra cái nhau ra mà không bắt tuổi ba lần nghe là chắc định hơi rượu long lạnh bay ra ngoài rồi bắt thằng bé tuổi ba lần có gì đâu có một lớn sáng ngày hai bữa anh em đấy. Như bây giờ anh.